Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Cơ tướng Awalai. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp máy lọc nước RO gia đình có tủ. Đây, trên màn hình các bạn là máy RO gia đình có tủ. Tất cả các loại máy RO gia đình có tủ trên thị trường bao gồm máy Carofi và Kangaroo cũng như là Awa thì đều lắp ráp tương tự nhau. Để chuẩn bị tiến hành lắp đặt một cái máy RO gia đình thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm là tháo bỏ tất cả các lớp ni lông bao bọc quanh các lỗi 1, 2, 3 và sắp xếp chúng vào từng cốc lọc 1, 2, 3. Như trên màn hình các bạn đã thấy, tôi đang loại bỏ các bọc ni lông khỏi các lỗi lọc để cho vào từng cốc lọc 1, 2 và cốc lọc số 3. Cốc lọc số 1, số 2, số 3 có tác dụng và chức năng lọc thô bảo vệ màng RO trước khi cho nước vào màng RO để tiến hành quá trình tách nước tinh khiết. Và công đoạn tiếp theo các bạn cần phải làm là chuẩn bị bình áp, tức là bình chứa nước. Bình áp nhựa bọc thép có dung tích khoảng 10 lít nước. Trong quá trình các bạn dặn văng bình áp vào bình áp thì nhớ dặn vừa tay, tránh gây hư hỏng đầu van của bình áp. Bạn cứ dặn vừa cứng là được, không cần phải dặn siết hết sức. Và chúng ta tiến hành khóa van bình áp lại. Công đoạn tiếp theo, các bạn tiến hành đưa ống cấp nước và ống nước thải từ phía bên trong máy cộng với dây điện nguồn ra bên phía ngoài phía sau lưng thân máy như trên hình và tiến hành bắt vòi nước sử dụng như trên hình. Tôi đã bắt xong. Đây, phía dưới tôi đã đấu đầu nối sẵn và tiến hành gắn các lõi chức năng từ màng RO qua lõi chức năng và từ bình lõi chức năng xuống bình áp. Đây, như trên màn hình. Và cộng theo là dây từ lõi chức năng lên vòi sử dụng. Đây, các bạn chỉ cần ghim vào đây là chúng ta bật vòi là có nước sử dụng. Và cốc lọc 1, số 2, số 3 tôi đã siết chặt để tránh tình trạng bị xì nước. Ở bên phía đầu của cốc lọc số 1 tôi đã gắn một đầu cấp dây nước. Sau khi lắp đặt các cái hệ thống linh kiện trong máy xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cấp nước vào. Đây, trên màn hình các bạn là cái đầu cấp nước, cái T, một cái T gân ngoài 21 và gân trong 21 thì chúng ta sẽ bắt vào thiết bị ở nhà cái nguồn nước cấp và chúng ta tiếp gắn cái ống nước cấp phi 10 để mà cho nước vào máy lọc nước. Ở đây là cái hệ thống máy giặt thì chúng ta có thể đấu mượn vô cái T luôn để cho xài cho nó tiện. Sau khi chúng ta đã gắn cấp nước cho máy lọc nước và hoàn thành các linh kiện bên trong và gắn bình áp cho máy lọc nước thì chúng ta sẽ tiến hành cắm điện để cho máy hoạt động. Sau khi chúng ta cấp nước vào và tiến hành ghim cắm điện để cho máy hoạt động. Đây, máy đã bắt đầu hoạt động, hệ thống điện của máy đã báo lên. Đây ạ. Và máy đang ép nước qua các lỗi khoáng và sắp sửa có nước ra ở đầu vòi. Chúng ta sẽ khóa cái van bình áp lại để cho tránh trường hợp nước dơ sẽ vào bình áp. Sau khi chúng ta xả sạch
xả sạch nước dơ ra ngoài thì chúng ta sẽ mở bình áp lại để cho nước vào bình áp dự trữ để xài. Các bạn lưu ý nha, mấy đường thải là các bạn thải ra bên hệ thống thoát nước luôn, và được cấp thì các bạn đi cho nó gọn gàng và nó tiện lợi để sau này chúng ta sửa chữa. Đây là dòng máy RO với tủ kiến 3 4D. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong video hướng dẫn cho các bạn cách lắp gáp và cũng như là lắp đặt máy lọc nước RO gia đình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.